Hello, hello. Rất vui được gặp lại quý chị, quý hàng cũng như anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để review cho khách hàng một căn nhà mặt tiền đường chợ kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Ở đây là chợ nhé, chợ nối dài một khu này luôn. Căn nhà mình thuộc mặt tiền đường chính kinh doanh buôn bán đa ngành nghề luôn. Quý vị mua căn nhà này về ở và có thể kinh doanh buôn bán được rất nhiều mặt hàng nhé. Đường thông thoáng này, xe cộ lưu thông tấp nập nhé. Bây giờ mới tầm khoảng là 3 giờ chiều, hồi nữa khoảng 5-6 giờ chiều là đường này sẽ đông nghẹt luôn nhé. Ở đây kinh doanh buôn bán rất là tốt, đầy đủ các mặt hàng này. Đây như điện thoại, rồi điện tử, rồi quần áo, mắt kiếng, quán ăn. Ở bên đây cái nhà thuốc, rất là nhiều cửa hàng nhé. Nhà nào có mặt tiền đều là kinh doanh buôn bán hết. Và căn nhà hôm nay em giới thiệu khách hàng có diện tích là chiều ngang 4m và chiều dài 11m. Nhà này thuộc hướng Tây Nam. Căn nhà này được trên 2 lầu. Đây có một tiền 3 lầu nhé. 4 tấm và có 2 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh. Bây giờ em sẽ di chuyển vào trong để cho quý vị mình xem này. Cửa chính ở đây được chủ nhà làm 3 lớp cửa luôn này. Ở đây có một lớp cửa cuốn đức và một lớp cửa lùa, cộng với là một lớp cửa kiếng cường lực ở trong nhé. Quý anh chị khách hàng có nhu cầu mua về ở, kinh doanh buôn bán rất là tốt. Đường trước nhà thông thoáng này. Đây nha, đây là con đường phía trước nhé. Đây là không gian của phòng khách này. Ở đây chủ nhà để view kinh doanh buôn bán lúc trước cho mở tiệm Nai ở đây nhé. Quý chị nào đang có nhu cầu thì liên hệ với em để sở hữu căn nhà mặt tiền đường này. Đây là phía trên hệ thống trần nhé. Phòng khách này có gắn điều hòa luôn nhé. Bây giờ mình di chuyển vào trong. Ở dưới gầm cầu thang này có một phòng vệ sinh ở dưới này. Đây nhá. Bên đây có đồ chứa đồ. Bây giờ mình di chuyển lên trên này. Thường các nhà mặt tiền đường diện tích ít thì không gian sử dụng không có được nhiều, chủ yếu là kinh doanh buôn bán thôi, nên chỗ bếp nấu ăn cũng không có được rộng cho lắm đâu. Khi nào ở mặt tiền kinh doanh buôn bán thì hiểu rồi. Đây có phòng ngủ và sân thượng trước này. Bây giờ mình ra sân thượng nhé. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích ngang 4, chiều dài khoảng 11m, có hướng Tây Nam, nằm ngay tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này cách quốc lộ 1K và cầu vượt Gò Dưa, cầu vượt Sóng Thần chỉ đâu đó khoảng 300-400m thôi nhé. Mặt tiền đường kinh doanh buôn bán rất là tốt. Quý vị nào đang có nhu cầu tìm nhà quận Thủ Đức thì hãy liên hệ ngay với em theo số điện thoại 0973 114 255. Alo cho em, hẹn gặp em ngay cầu vượt Sóng Thần hoặc cầu vượt Gò Dưa, em sẽ dẫn vào xem căn nhà này nhé. Anh chị nào đang xem nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ cũng như ấn chuông và ấn like để mình theo dõi những mẫu nhà mới nhất, đẹp nhất tại Bình Dương cũng như Sài Gòn. Đây là phòng ngủ tiếp theo này. Trước mình có ban công nhé. Đây mình có phòng vệ sinh thứ ba.
này nha. Nhà view kinh doanh buôn bán xây rất là chắc chắn nhé. Lên tới lầu trên cùng. Bên đây có phòng vệ sinh thứ tư ở đây. Và đây là phòng ngủ thứ ba này. Phòng ngủ thứ ba nhé. Ba phòng ngủ. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video.